cái giá cao nhất cho một cái phần cháo đặc biệt là 165 ngàn. Bên mình điểm mạnh nhất thì vẫn là thương hướng về pate. Pate hả? Vâng. Pate này pate gì hả? Pate là mình làm theo hương vị của miền Bắc. À. Đặc trưng của miền Bắc. Viên. Một phần là 3 viên. Vâng, một phần là 3 viên. BM Food Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì cách đây mấy ngày Phú có qua đường Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7 này, nhưng mà quán cho nhân viên đi chơi cho nên là phải hoành về. Và ngày hôm nay quay trở lại đây ngày thứ hai, thì Phú thấy là ở khu vực quận 7 chưa có cái món này. Và khi mà thấy cái món này rồi, Phú cũng đắn đo lắm, bởi vì cũng có tìm hiểu thì cũng hơi đắn đo. Thì như thế nào nữa chúng ta xem thêm để biết tìm hiểu hơn. Hiện tại Phú đang đứng đây chỉ là 220 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, bánh mì chảo. Kiếm được một cái địa điểm bánh mì chảo bên quận 7 để chia sẻ cho quý vị, cô chú, anh chị và tất cả các bạn cùng xem ha. Bây giờ thì chắc là mọi người đừng quên like, share và ấn cái nút subscribe. Chúng ta tìm hiểu xem menu ở đây có cái gì. Thấy menu nhiều lắm. Anh chị và tất cả các bạn, đây là Mạng Sơn đang đứng ở bếp chảo, như là đang có ba người order đúng không ạ? Vâng ạ. Mình đang bán phần nào hả? Đây là bò một anh ạ. Bò một. Ba cái đều là bò một hết hả? Dạ không ạ, một cái là bò viên nữa anh. À vâng ạ. Bò một là trứng ốp la, pate, bò xào, xúc xích, chả lụa. Đây, pate. Mình bán từ mấy giờ Sơn? Em bán bắt đầu mở từ 6 rưỡi sáng cho đến 11 giờ đêm ạ. 11 giờ đêm luôn hả? Vâng ạ. Ồ. Xúc xích. Cứ là một phần là mình sẽ sử dụng cái nước xứ ngoại là... Không, đây cái nước sốt này là đặc biệt chứ không phải là nước xứ ngoại anh ạ. À, sốt hả? Vâng ạ. Ồ. Đây là nước sốt, chẳng qua là xứ ngoại cho vào thì sẽ là ngon hơn. Ngấm nước sốt.
Con này là 60 đúng không? Đúng ạ, vâng, con này là 60 ngàn ạ. 60 ngàn. Em mình làm từng chảo à, không có làm Em làm theo chảo, một chảo là sẽ là một phần của một người ăn. Bỏ một em ơi. Rồi chảo thứ hai. Chảo thứ hai là cái gì à? Bò viên. Bò viên 1 đấy ạ. Bò viên 1 đây. Có trứng, có pate, có xúc xích, bánh mì. Vâng. Rau trộn. Mình bán đây lâu chưa? À, quán em là mới mở được cũng gần 2 tháng rồi. Như khu quận 7 này ít thấy món này. Vâng ạ, gần như là khu quận 7 thì món này hiện tại là gần như là đang độc quyền đấy ạ. Độc quyền. Không, đây là khách gọi thêm anh ạ. À, gọi thêm. Đó là tính tiền riêng đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Nó có phô mai. Phô mai, bò cờ 10 vâng. Ngàn. Phần này là 55 ngàn. Thêm phô mai 10 ngàn, 55. Càng sốt luôn. Bò viên 1 em ơi. Ở đây là xài cái chảo gang nè. Không phải là xài cái chảo dạng là thực thấy. Sự là vẫn đang hoang mang với cái menu lắm Sơn ơi. Tại vì nó nhiều quá luôn, vâng. Nhiều mức giá nè. Nhưng mà chắc là giờ nhờ Sơn chia sẻ cái mấy cái topping và cái điểm mạnh của bên mình là như thế nào Sơn. Bên mình điểm mạnh nhất thì vẫn là thương hướng về pate. Pate hả? Vâng. Pate này pate gì hả? Pate là mình làm theo hương vị của miền Bắc. À. Đặc trưng của miền Bắc, từ màu cho đến hương vị rất là đặc, đặc trưng của chỉ có miền Bắc có thôi. Nhìn giống có thịt xay quá ha. Vâng, nó là cũng là từ thịt xay xong rồi là thêm những có những thành phần gần như là chỉ có miền Bắc có thôi. Yeah. Đó. Vùng và nào cái thứ hai nữa là thịt xiên nướng. Xiên nướng. Thịt xiên nướng này cũng là hoàn toàn là đặc trưng, cũng chỉ có hương vị của miền Bắc. Chứ không có lẫn lộn gì có hương vị của miền Nam cả. Yeah. Đó, thì đấy là những hai cái điểm mạnh của quán mình. Yeah. Và còn mới đây thì là mình có nhập thêm tôm hùm. Tôm hùm hả? Tôm hùm viên là xuất xứ cũng là từ của Malaysia. Yeah. Đấy, chứ là nó cũng là hàng nhập khẩu chứ không phải là của Việt Nam mình sản xuất. Đó, nhưng là nhiều nơi có bánh mì chảo thì cũng có rất là nhiều rồi. Yeah. Nhưng mà bánh mì chảo tôm hùm thì chắc là đúng rồi. Chưa ai có. Bữa nay tới đây cũng là muốn thử cái tôm hùm, xài tôm hùm viên. Còn những topping khác đây thì mình cũng nhập từ nguồn gốc từ các siêu thị. Yeah. Đó, xúc xích và chả lụa, thịt sông khói hay thịt bò thì mình đều nhập từ... Bò viên cũng vậy. Vâng, bò viên. Và còn cái xíu mại này thì cũng là tự mình làm. Tự làm và theo hương vị cũng gần như là cũng là nửa Bắc nửa Nam. Nhưng mà Nam sẽ thêm vị nhiều hơn vì sứ mạng người Nam là ăn về ngọt là nhiều. Yeah. Thành ra là mình sẽ làm nó có chút độ ngọt nó cũng hơi tăng lên một tí xíu. Yeah. Cái sốt này là để mình làm sứ mạng này đúng không? Cái không, cái sốt này là mình gọi là nói chung là đặc quyền riêng đó. À. Cái để mà nâng cái giá trị của bánh mì chảo mình lên là do cũng chính là giờ cái sốt này là nhiều. Hai cái nó khác nhau chứ không có liên quan gì đến. Đấy, hai cái nước sốt là không có liên quan. À. Cái nước sốt của mình nó thuộc lại là nói chung là gọi là bí quyết đấy. À, tại nhìn hai cái màu giống nhau quá, tưởng là có nấu về xíu mại nấu riêng luôn. Xíu mại là mình nấu riêng chứ mình không chung với nhau. Dạ. Yeah. Đó. Còn cái bò này là bò gì? Còn bò thì cũng như xào là mình bò xào tỏi đó. Trong bò mình có xào với tỏi với cả nói chung là ướp theo hương vị của miền Bắc hết. Yeah. Thì quán mình là thiên về miền Bắc chứ không có. Yeah. Chỉ có ít gọi là của miền Nam thôi. Nói chung là bánh mì chảo thì là của miền Nam nhưng mà một xài một số thứ là của vâng, đấy. Mình làm mình biến tấu cho để có một cái hương vị nó hoàn toàn. Yeah. Khác mà mọi người đến ăn và cảm nhận và trải nghiệm. Yeah. Những cái món nó rất là ngon. Cái bò sốt tiêu đen là khác nữa hả? Đúng rồi, bò sốt tiêu đen cũng khác.
Nó vẫn là lấy từ bò đây ra, nhưng mà nó sẽ gọi là tiết tấu những cái món mà xào ở đây luôn. Xào ở đây luôn, và nó sẽ là khác một tí. Ok ok. Rồi bây giờ làm giùm anh cái chả tôm hùm 2 đi. Ok anh. 85.000. Ok. Ốp la, ba tê, tôm hùm viên, xíu mại, thịt xông khó, bánh mì, ăn trộn. Vâng, một phần là 3 viên. Sốt nè. Phải. Sông khói. Sốt chạc vào đây. Bắc tê nè, mình nói là của con Bắc là ở theo vùng nào? Ở Hà Nội luôn đấy ạ. Hà Nội, bắc tê hay kiểu Hà Nội. Vẫn có gan đúng không? Vâng, nó cũng là thành phần từ gan. Nhưng mà thường thường nó cũng nhiều cái là nói chung là cũng là bí quyết ấy. Yeah. Tôm hùm 2 em ơi. Bò sốt tiêu đen. Em chưa thấy gì bạn. Chén bò sốt tiêu đen nè, để thử cái bò. Xào riêng ha. Đây là cái bò này luôn. Đầu tiên nhiều dữ vậy? Nó trông thế thôi cũng không nhiều đâu anh ạ. Rồi em ơi, về khách này. Bây giờ trên tay Phú là rất là nhiều cái mức giá. Thì như giá trung bình cho một cái phần như là bánh mì chảo xíu mại á là 50.000. Đây mặt sau. À 50.000. Nó sẽ được bánh tê, xíu mại, xúc xích, chả lụa, bánh mì và dĩa rau trộn. Đó là cái giá thấp nhất. Rồi kéo đến là cứ thêm topping là thêm tiền. Cao nhất của cái chảo xíu mại là 110.000. Chảo bò viên là như bò viên thì Phú thấy là hai cái bên đó thì nó sẽ bình thường hơn, nó chỉ có cái xíu mại đặc biệt, còn riêng bên đây thì nó sẽ có cái bò xào nè. Đó, chảo bò là 50.000 là 60.000.
riêng cái đặc biệt là chợ tôm hùm, cũng thấy chưa có đâu có cái chợ tôm hùm nữa, tôm hùm viên. Nghe nó là nhập khẩu phần là 70.000, Phú gọi cái phần 2 là 85.000, nó sẽ có được cái xíu mại thì chúng ta nếm thưởng thức thử. Cái giá cao nhất cho một cái phần cháo đặc biệt là 165.000. Hồi nãy có hỏi anh chủ thì cũng ít người ăn cái phần này tại vì thứ nhất là nó quá nhiều đó. Rồi nói chung là nhiều lắm. Giá thì tôi thấy là chắc là do thứ nhất là ở bên đây là nhớ chỉ có dạng có một quán này bán à, thì có thể là chưa có nhiều quán để nó cạnh tranh về cái mức độ giá. Thứ hai là về mặt tiền quận 7 nữa đó, thì đó là cũng một cái đắn đo nãy Phú cũng suy nghĩ, nhưng mà cũng thôi cứ quay chia sẻ cho mọi người, mỗi nơi mỗi giá khác nhau, mọi người xem mọi người tham khảo. Ok, giáo Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh mì chảo. À quên, quán có tên là Ngọc Xíu. Ở ngoài không có thấy cái tên. Đây, đây cái số đặc quyền của quán, chúng ta có thể thấy nó có một chút sệt sánh. Nếm nha. Tôi thấy là nó thiên về à, nó cũng nằm đà mà, nhưng mà cái hậu và khi cái lưỡi mình sẽ thêm được cái vị của cà chua, nó có cái vị cà chua rất là rõ, như có trứng nữa. Đây là cái pate. Lúc ở ngoài thì Phú thấy là nó quện, nó dính như nhau, nhưng mà bây giờ là đó, nó sẽ rời là như vậy, những theo kiểu nước sốt pate. Có thịt, có gan, nhạy mùi gan. Nhưng mà khi mình nhai á, nó có cái thịt để mình nhai em chậm đó, nhưng mà nó quyện thành nước á, mình thích nó không có đóng lại à, sao nó không có thành cái khối. Cái này mình phải quyện nha, nhưng mà pate thì có độ ngậy mà vừa phải, nó có một cái vị gì đó là lạ, chút chua nhẹ thì phải. À, cháo bánh mì à. Cái này thì không cần gì rồi ha, hay là ba chỉ. Cái sốt đang ngọt, nó không có thiên thiên vị ngọt của miền Nam, nhưng mà nó cũng không phải là quá hẳn miền Bắc. Thanh thanh dễ ăn. Cháo trộn, nấm ngọt. Đây, vị xíu mại to đùng. Thấm cái sốt là nó lên màu nha. Thịt luôn. Con cái mày rất là đầy đặn và chắc chắn. Rồi, bò. Bò dạng nó là tiêu đen, nhưng mà là dạng nó xào tỏi rồi xào gia vị á, tiêu đen hoặc tiêu rắc lên vậy thôi nè, chứ không phải là sốt tiêu đen hẳn á. Rồi bạn bỏ thêm vô đây. Rồi rồi trứng. Bắt tay ăn lạ quá. Ăn chung vậy thì cái độ ngậy nó giảm bớt. Nói chung là cứ thấy là được,
ok cái hương vị, mà nó vẫn nó sẽ trung hòa giữa đúng nghĩa là Nam và Bắc luôn á mọi người. Nó không hẳn là Nam hương vị ngọt đậm đà theo kiểu Nam, mà cũng không phải kiểu dạng nhạt nhạt kiểu mà Bắc. Tôm hùm viên thơm, viên ăn nó thơm, nó có cái độ ngọt ở trong rồi. Nó có vị bột không? Nó có vị bột nhiều, nhưng mà có hương vị nó nhiều, ăn nó thơm vậy, mà cái vị ngọt nó khi mình nhai á, nó có cái chất ngọt nó tiết ra. Những viên à. Rồi, trên bàn có nước tương với lại tương ớt để chúng ta dặm thêm gia vị. Như nãy Phú nói thì bây giờ Phú sẽ dặm nước tương và tương ớt lên cho nó có thêm độ mặn và độ cay. Đó. Wow. Đó, mình sẽ lấy cái vùng này, trong cái viên tôm này ăn ngon á. Viên tôm hùm này nè. Em nói dần nó có những cái hình như cái giống như cái dạng trứng nhỏ nhỏ cho ổ. Nghe nó giòn bụp bụp nơi miệng. Ok hơn rồi đó. Tại vì à đúng rồi, từ đầu đến giờ ăn nãy giờ nó thiếu cái vị mặn mặn. Bây giờ thêm miếng tương vô mặn mặn nó sẽ ok không? Người đang ăn thử cái loại này, nó vừa có xíu mại vừa có cái này mình dễ ăn. Còn không thì chúng ta gọi một phần nghe nè, với bò hai người ăn thùng tiền lại sẽ đỡ hơn. Bây giờ là 8:30 khách vô thì nãy giờ Phú quên chưa có chia sẻ không gian. Không gian thì ở trong này thì cảm thấy nó hơi chật chội một chút xíu, nó không có thoáng. Buổi chiều bán tới chiều tối này thì anh chủ có nói là sẽ bày ở ngoài vỉa hè nữa. Rồi cái điều thứ hai nữa là bánh mì thì nó có cái độ dai, cái độ giòn nó ít, có thêm một cái độ giòn nhiều, ăn thì nó sẽ ok hơn nữa. Còn tổng thể thì Phú thấy là các loại topping hay là sốt ăn cũng rất là vừa phải đó, không phải kiểu đậm đà nha. Thì chúng ta có thể đem nước tương ớt vào. Thì cá nhân Phú thì Phú thấy là xíu mại là cũng là đặc định nè. Bò ăn cũng ok, cái viên tôm ăn nó lạ miệng, nó thơm thơm, ngọt ngọt, ngọt ngọt. Nếu mà mọi người đắn đo về mức giá thì chúng ta có thể là hai người chúng ta gọi một cái phần thì cũng thấy nhiều topping á, thì cái giá thành nó sẽ đỡ hơn. Ngoài ra thì khu vực này Phú không biết là cái giá cả như thế nào. Về mặt bằng chung thì ở đây coi như chỉ có một cái tiệm này bán bánh mì chảo thôi. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.